Mới đây, Shireen và luật sư công khai hình ảnh cô bị thương do chồng tác động với truyền thông, thu hút sự chú ý từ cư dân mạng. Sau thời gian chịu đựng, nữ diễn viên tiết lộ câu chuyện nhờ pháp luật can thiệp. Tối 24 tháng 7, tờ Herald Corp đưa tin, nữ diễn viên kim ca sĩ Thái Lan Shireen vừa xuất hiện công khai trước báo giới nhằm vạch trần hành vi bạo lực của chồng cũ, doanh nhân giàu có Asakon Shinsikonkun. Trước ống kính, nữ diễn viên sinh năm 1994 không giấu được nước mắt khi chia sẻ về những trận đòn cô phải chịu đựng trong thời gian chung sống với đại gia Asakon. Tôi bị thâm tím trên cơ thể hơn 10 lần vì hành vi bạo lực của chồng cũ. Cô cho biết bản thân đã bị chồng tác động 4 lần kể từ khi kết hôn và có con. Lần đầu tiên xảy ra sau một cuộc cãi vã, Shireen bị tát vào mặt nhiều lần đến mức rách da môi. Lần cuối cùng, người chồng tát cô đến 10 lần. Sự việc khiến nữ diễn viên bị đe dọa tinh thần. Sau khi ly hôn, Shireen vẫn cố gắng dành thời gian để con gặp bố. Tuy nhiên gần đây, chồng cũ đã thuê người theo dõi, quấy rối và đe dọa cô, gây cảm giác sợ hãi, thiếu an toàn. Vì vậy, Shireen quyết định tố cáo. Shireen cho biết thêm cô đã đệ đơn tố cáo doanh nhân Asakon lên sở cảnh sát Tonglor vì hành vi dùng vũ lực đe dọa. Đồng thời, nữ nghệ sĩ cũng công khai loạt ảnh bằng chứng cho thấy chồng cũ tác động, để lại nhiều vết thương trên vùng mặt của cô. Luật sư riêng của Shireen là Manat Manchai cho biết, ngoài hình ảnh bị tác động, chúng tôi còn có các tin nhắn chat và video làm bằng chứng. Đây là hình ảnh bị thương của Shireen sẽ được sử dụng để lập biên bản. Sự việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn của dư luận Thái Lan. Nhiều người bày tỏ sự lo lắng và ủng hộ Shireen trên mạng xã hội. Đông đảo bình luận đều thể hiện mong muốn cô sẽ thắng kiện và nhận được sự bảo vệ, đảm bảo an toàn cá nhân. Trên Instagram, người thân, bạn bè và đồng nghiệp của Shireen đã đăng tải những lời chúc động viên cô sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này. Shireen tên thật là Nachiri Horvekun, bắt đầu đóng phim từ năm 2014 khi vừa tròn 20 tuổi với vai diễn đầu tay trong bộ phim truyền hình Jen Suruksur Nguyenyan Seri. Ngay từ khi ra mắt, cô đã gây chú ý vì là em gái của nam thần tượng nổi tiếng khắp châu Á Nikhun 2PM. Cô nàng có gương mặt xinh đẹp và cũng thu hút sự chú ý chẳng khác gì ông anh trai. Thỉnh thoảng, Nikhun lại khoe em gái trên Twitter và khiến bao nhiêu khán giả đổ dồn và buông lời ghen tị vì tình cảm của hai anh em. Shireen cũng cho biết cô cũng hy vọng sẽ nổi tiếng như anh trai nhưng theo cách riêng của mình, chứ không muốn bị gọi là em gái của Nikhun. Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn có tình bạn đẹp đáng ngưỡng mộ với Lisa Blackpink. Trong suốt những năm tháng hoạt động nghệ thuật, Shireen ghi dấu ấn trên màn ảnh nhỏ qua loạt tác phẩm truyền hình như Chàng Hoàng Tử Trong Mơ, Love Song Love Series, Lost Way, Senior Secret Love, Puppy Honey 2. Vào tháng 7 năm 2021, Shireen về chung một nhà với doanh nhân giàu có Asakon Shinsikonkun. Được biết, Asakon là người sáng lập công ty mua bán bất động sản Landmark Development, đồng thời giữ chức phó chủ tịch tại một công ty tư vấn đầu tư và kinh doanh. Đám cưới của Shireen diễn ra âm thầm, chỉ có người thân và bạn bè thân thiết. Cô cũng không chia sẻ quá nhiều hình ảnh của chồng lên trang cá nhân của mình. Chỉ 4 tháng sau khi làm đám cưới, Shireen Asakon chào đón con gái đầu lòng trong niềm hân hoan của hai bên gia đình. Nhưng cuộc hôn nhân của họ chẳng kéo dài được lâu. Tới tháng 10 năm 2023, nữ diễn viên kim ca sĩ tuyên bố ly hôn, chính thức đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân ngắn ngủi.